Xin hỏi nhà thuốc là tôi bị viêm gan B mãn tính, đang uống cà gai leo thì có cần phải kiêng chất tanh hay không? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bệnh viêm gan B là căn bệnh có tỷ lệ người mắc cao hàng đầu hiện nay. Vì vậy thì nắm được nguyên tắc trong việc ăn uống, nguyên tắc trong việc điều trị bệnh viêm gan B có ý nghĩa rất là quan trọng. Theo các chuyên gia tại bệnh viện Vinmec thì khi mắc bệnh viêm gan B, việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ thịt, cá, trứng, sữa cho người bệnh là hết sức cần thiết và đặc biệt là những người bị mắc viêm gan B mãn tính. Người bị viêm gan B thì cần kiêng bia rượu, chất kích thích, không ăn quá mặn và hạn chế ăn chất béo. Theo kinh nghiệm dân gian thì cà gai leo không kỵ với chất tanh. Do vậy thì có thể khẳng định rằng đang uống cà gai leo để điều trị bệnh viêm gan B thì bạn không cần phải kiêng chất tanh. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.